Xin chào các bạn. Mời các bạn là đến hội Mẫu Sơn để nghe các cặp đôi hát si. Ở bên này có hai chị đang hát đây, một cặp đôi đây. Ở đây có một chị người Dao rất xinh. Bán bánh mì. Chị ơi, chị bán gì đấy? Bán thịt chứ. Vâng à, xinh quá. Em quay các chị này hát tính nhé. Các anh ở đâu ạ? Bình Trung à? Các chị này đâu? Xế bên ông đây, những đứa đây cả. Các chị gái là đâu? Khánh Lộc Bình à? Trai Bình Trung Khánh Khe hát giao duyên với các chị ở Lộc Bình. Hai chị cười duyên quá nhỉ? Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah,
anh em đang đứng phải cho nữ như đẹp phải đôi như các chị định về các anh chưa cho về nhá, còn lâu mới được về. Các chị về rồi, các anh vẫn hát mà. Về anh hát mà. Các anh còn bảo đây tối ăn cơm đã. Yeah, I'm not gonna do it.
tay mưa đây kiếm tàu ai ngỡ ơi thương thơ nghe anh à tôi mưa tàu lôi để anh lại đua Có ngon không? Xem nào. Không ạ, tí nữa mới xem là tối lắm ạ. Tối à? Vâng. Các chị đi về mất rồi, các anh chưa cho về, các chị lại về rồi. Các chị còn đi bộ xuống dưới 5 cây số nữa để lấy xe các bạn ạ. Cho nên các chú đã về. Hôm nay tắc đường, không lên được. Các anh chị đã chia tay rồi. Video sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin tạm biệt các bạn.